dâu không? Dâu tươi nè, đang ở farm. Hôm nay mua 3 thùng 90 đồng. Đó, hai đứa con trai đang ôm. Không phải, Vicky and Patrick. Some there, mom there. Ê, nhanh lên. Nhanh lên, mày mò tay quá nè. Nhanh lên. Một năm đi một lần cho nó vui vậy. Hôm năm nay đi trái nhỏ quá mà nắng quá. Hôm nay ở ngoài đây chắc 30 độ à. Trên điện thoại nó đề 29 nhưng ngoài đây chắc 30 độ. Nắng quá. Nhiều khi mưa đó.